Từ nhiều đời nay, nước mắm của làng nghề Mỹ Thủy ở xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Nổi tiếng bởi chất lượng và màu sắc hương vị thơm ngon, làm từ cá nục, cá ruội, cá cơm được khách hàng biết đến. Thừa hưởng thương hiệu và giá trị truyền thống của làng nghề, ông Trần Văn Nọ ở huyện Hải Lăng muốn nâng cao chất lượng sản phẩm với quy trình sản xuất được chuyên môn hóa và chế biến sâu, góp phần phát triển thương hiệu của làng nghề nước mắm Mỹ Thủy. Thường thường những các cái sản phẩm mà truyền thống á, thì quá trình sản xuất nó buộc lệ thuộc vào thời tiết, dẫn đến cái sản phẩm nó không được không đồng đều. Hai nữa là mùi vị nó cũng không được là giống nhau. Cho nên trong quá trình đó thì công ty đã sử dụng cái hệ thống năng lượng mặt trời để gia nhiệt cho quá trình lên men. Vì vậy cho nên cái sản phẩm chúng tôi có thể làm bất cứ mùa nào, kể cả mùa đông thì chúng tôi vẫn đảm bảo được cái chất lượng và an toàn thực phẩm. Ấp ủ dự định qua nhiều năm, ông đầu tư vốn xây dựng nhà xưởng, mua 10 thùng ủ chợp bằng vật liệu composite và inox. Mỗi thùng chứa khoảng 3,5 tấn nguyên liệu thay thế cho bể xi măng như trước đây. Nhà xưởng cho phép ông thực hiện quy trình sản xuất khép kín không bị ảnh hưởng của nắng mưa. Bên cạnh đó còn có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, giữ ổn định nhiệt cho các thùng ủ chợp từ 45 đến 50 độ C. Cả muối và thời gian là yếu tố chính để tạo nên nước mắm. Tuy nhiên, cũng phải nắm vững các yếu tố cơ bản cũng như kỹ thuật trộn đều, giữ sự ổn định cho nhiệt độ. Theo thời gian khoảng 10 đến 12 tháng khi nước mắm chín, nhân viên kỹ thuật sẽ kiểm tra chất lượng của từng thùng ủ chợp. Khi đủ điều kiện, nước mắm trong các thùng ủ sẽ đi theo hệ thống ống dẫn trực tiếp vào khu chiết xuất. Không cần chất tạo màu và chất bảo quản, nhìn giọt nước mắm có màu vàng cọng rơm thơm dịu đậm đà, chắc chắn là nước mắm ngon. Nhờ đầu tư chiều sâu khép kín mỗi năm khi đến mùa vụ, cơ sở sản xuất nước mắm Mỹ An thu mua của người dân khoảng 100 tấn cá nục làm nguyên liệu, tạo việc làm cho 25 lao động là người dân địa phương, bình quân mỗi tháng xuất xưởng, bán ra thị trường trong nước từ 7.000 đến 10.000 chai. Thì đối với sản nước mắm Mỹ An ấy, đã tạo được cái nguồn thu nhập cho chủ thể và đặc biệt là những người mà lao động, và đấy là cùng một cái sản phẩm mà lấy từ các cái sản phẩm từ đánh bắt thủy hải sản của địa phương, giúp cho bà con nhân là có việc làm ổn định, có cái nguồn thu nhập cao ở địa phương. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp về các cái cơ chế chính sách để làm thế nào cho nâng cái sản phẩm từ 4 sao tới đến 5 sao và hỗ trợ cho doanh nghiệp ngày một phát triển hơn. Sản phẩm nước mắm Mỹ An được Hội đồng OCOP tỉnh Quảng Trị công nhận đạt OCOP 4 sao. Tuy nhiên, từ cách làm mới của gia đình ông Trần Văn Nọ đã mở hướng phát triển mới để sản xuất nước mắm Mỹ An có năng suất, chất lượng cao để phục vụ nhiều hơn cho người tiêu dùng. Tôi đã đi qua nhiều miền quê của Tổ quốc. Tôi đã đi qua nhiều địa danh quen thuộc. Với làng nghề truyền thống quê hương, làng nghề.